Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt là em bán những dòng xe có giấy tờ sang tên hải quan. Nói chung chiếc nào cũng được sang tên rút gốc hết nha mọi người nha. Còn xe không sang tên đổi chủ được, bên em không có mua bán, không có giao dịch nha mọi người. Bên em có mua bán, có trao đổi xe. Đó. Anh em nào mà dư xe không sử dụng hoặc là có xe nào cần nhường lại thì alo giúp em. Anh em nào kiếm xe chơi lẻ thì đăng ký kênh giúp em ha. Bật chuông thông báo theo dõi kênh. Và khi em up video mới thì anh em nhận thông báo và anh em xem và anh em chốt xe ha. Số điện thoại bên em là 0932 047 956. Và số Zalo kết bạn là 0768 447735. Rồi. Bên em bán, cửa hàng bán có hỗ trợ vận chuyển toàn quốc nha mọi người nha. Từ Nam tới Bắc, bao ship xe tận nhà cho tất cả mọi người luôn. Giấy tờ thủ tục thì bên em lo, trọn gói. Anh em chắc theo dõi lâu thì chắc biết ha. Anh em theo dõi em lâu này thì chắc biết rồi. Chiếc nào cũng nói rõ ràng, minh bạch cho tất cả mọi người cùng xem, cùng hiểu. Rồi, quay lại chủ đề chính ha. Ngày hôm nay muốn giới thiệu với tất cả mọi người một con xe huyền thoại của nhà Honda. Nhìn phát biết xe gì liền ha. Em nói là Honda Rebel 250. Đó, nhập khẩu hải quan chính ngạch chính chủ. Biển số thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Xe này đắt đời 1993. Đó, nhập khẩu nguyên chiếc hải quan chính ngạch nha mọi người nha. Xe này được sản xuất và lắp ráp nguyên con tại Nhật. Đó, và xuất sang thị trường Mỹ. Hay được gọi là Bell Mỹ nha mọi người. Bell Mỹ là em này đây. Đó. Cái dòng Honda Rebel 250 nhập Mỹ này thì dạo gần đây thì nó rất là hot và rất là hiếm xe nha mọi người nha. Anh em tại vì anh em mua bán trao đổi nói chung là rất là nhiều về dòng xe này, rất là nhiều. Thì nhưng anh em nào mà đã đam mê dòng Honda Rebel 250 này thì chắc cũng đã biết, cũng đã rành về dòng xe này quá rồi. Đó. Xe này em review, em giới thiệu cũng rất là nhiều xe rồi. Tại vì xe này em bán khá là nhiều xe rồi nha mọi người nha. Bán toàn là xe đẹp, xe keng thôi. Long lanh luôn. Xe nhập khẩu hải quan nha mọi người. Chính ngạch, chính quy. Màu đen huyền thoại luôn á. Đen bóng nha mọi người nha. Máy vuông. Hai dòng xe, hai máy, hai bô. Kiểu dáng cruiser nhỏ gọn. Đó, nhẹ nhàng, lợi xăng, êm ái, nồi đầm cối đá nha mọi người nha. Dòng xe này rất là bền bỉ. Bền bỉ xuyên thời gian luôn. Đó. Rất là đẹp, mẫu cruiser rất đẹp nha mọi người nha, nhỏ gọn lắm. Dòng này anh em khoảng 1m55 là chạy ok rồi, không cần cao lắm đâu. Dòng này nó không có kén tướng nha mọi người. Cao thấp hay bé nhỏ gì, cao to gì ngồi được hết nha mọi người nha. Dòng này nó không kén tướng, anh em là chạy cũng được hết á. Dòng Rebel thì nó được cái đó nha mọi người nha. Phục tùng thay thế trên xe thì rất là nhiều. Cái mà làm một con xe mà nó có giá trị á, nó không bị rớt giá nhiều thì phục tùng của nó là chính nha mọi người nha. Một con xe mà có đồ phục tùng trên thị trường rất nhiều, nó thay thế dễ dàng và dễ sửa chữa và dễ sử dụng nha mọi người nha. Nó sẽ có giá trị hơn những con xe mà đồ phục tùng khan hiếm thì nó mắc giá trị lắm. Còn xe, những xe mà có phục tùng trên thị trường nhiều, thay thế dễ dàng đó, thì nó sẽ có giá trị hơn nha mọi người nha. Rồi em đi một vòng về xe nha. Xe rất là đẹp luôn. Vỏ lớp rước mới thay, dài gió còn nguyên. Câm niềng Made in Japan. Phuộc chẳng ba đĩa mới keng nha mọi người nha. Đây, cái chữ Japan nó nằm trên này nha mọi người. Đây, nó nằm trên này. Đây, niền zin nha mọi người nha. Đây là Japan nè. Đấy, nó nằm hơi trên xíu, quay nó không có rõ lắm đâu. Đất niền trước, niền sau còn ok nguyên cặp. Nước sơn láng bóng soi mặt được nha mọi người nha. Màu đen huyền bí. Đó, đèn zin. Đây, nó hơi nắng chói. Đây, Made in Japan nha mọi người nha. Đèn zin theo xe rất là đẹp luôn. Xe thì nguyên thủy đó, cặp kính cũng còn theo xe nè, đèn xi nhan cũng còn theo xe. Xe còn khá là liền, khá là đẹp. Đây, những cái cùm, những cái bao tay của nó là nguyên zin, nguyên thủy nha mọi người nha.
Đây em quay rõ cho anh xem. Đây. Đây nấm nè, logo Ring nè, cùm là chữ nghĩa rõ ràng nha mọi người nha. Rất là đẹp, ghi đông Ring, chìa khóa hai chìa theo xe. Rất là đẹp luôn. Đem bọng các thứ trên xe còn nguyên hết. Nước sơn nè mọi người, lăn bóng luôn. Rất là đẹp. Đây bình xăng con nguyên Ring, made in Japan nha mọi người. Đây, Ring hết. Rất là đẹp. Cái bô zin nè mọi người. Đấy. Rất là chất lượng nha anh em. Ổ khóa cũng Ring luôn nè, ổ khóa khóa nón sau nè anh em. Chữ Nhật không nha. Dòng này, dòng này là dòng hàng đồ điện Nhật, rất là bền bỉ, rất là đồ đồng cối đá. Anh em mua những dòng xe này đi thì khỏi suy nghĩ về giá cả rớt hay là gì nha mọi người nha. Dòng này nó giữ giá cực kỳ bền, cực kỳ tốt luôn. Rebel 250 dạo gần này thì nó có lên giá chút chút nha anh em nha. Tại vì cái nhu cầu của anh em sử dụng rất là nhiều, mà xe thì có giới hạn đó. Nhưng những cái dòng xe Rebel 250 nhập Mỹ thì nó ngưng sản xuất vào năm 2016 rồi đó nha mọi người nha. Cho nên mà giờ là xe mới là không có nữa đâu. Mà có thì nó cũng xe mà xài lướt thì nó cũng rất là đắt đỏ nha mọi người. Nó tầm hàng 300 mấy 400 triệu một chiếc đó, đời 2015-2016 hết hàng rồi mọi người ơi, tuyệt chủng rồi, không sản xuất nữa. Xe rất là đẹp nha anh em. Lốc lá các thứ là mới ken thôi. Bô hai cặp bô Ring luôn còn nguyên nha mọi người. Đây. Đấy. Bô Ring nha. Xe cực kỳ hoàn hảo, máy móc thì thầm mùa xuân. Đèn còi xi nhan các thứ ok hết, không thiếu cái gì hết. Đây, đây giấy tờ hải quan chính ngạch nữa nha mọi người. Đây biển số em nó là 72A101283. Biển số cực kỳ dễ thương luôn. Con số 3 nè, bên nằm con số 8 là đẹp luôn, ngay sảnh luôn nha mọi người nha. Biển số ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Rất là đẹp. Anh em nào đang kiếm dòng Rebel 250 thì đây là một con xe cho anh lựa chọn ha. Rebel thì quá nổi tiếng rồi, không cần giới thiệu thêm cái gì hết. Em làm clip về dòng xe Rebel này cũng khá là nhiều ha, anh em theo dõi chắc biết. Đó, yên Ring luôn nha mọi người nha. Yên Ring luôn. Rất là im. Xe đẹp lắm mọi người ơi. Xe này về chế xăng vào chạy thôi. Vỏ sau còn rất là dày nha. Đó, dày cui luôn. Quá đẹp mọi người ơi. Len ken. Niền sau là niền Ring luôn theo xe nha anh em nha. Đây. In ra vàng đây ha. Đây. Chữ nghĩa còn rõ ràng hết á. Đẹp lắm mọi người ơi. Rồi ok, một dòng chi tiết về em nó ha. Giấy tờ thì hải quan nha mọi người, hải quan chính ngạch chính chủ, mua bán sang tên rút gốc toàn quốc. Con xe này là phải gọi là dạng như là hoa hậu luôn rồi mọi người ơi. Đẹp lắm. Xuất sắc. Máy móc thì khỏi phải bàn, cầm rùm rất là hay, dòng xe hai máy hai bô nha anh em. Chạy rất là quy lực. Xe đẹp miễn chê. Rồi. Bảo đảm cho mấy anh nào khó tánh nhắc luôn nha. Anh em nào khó tánh nhắc thì xin mời qua xem xe. Anh em ở xa không có điều kiện đi lại thì cứ xem video, yêu thích thì cứ chốt cặp em sẽ ship xe tặng nhà. Còn em nào ở tại Sài Gòn thì cứ có điều kiện ghé thì cứ ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe trực tiếp giúp em ha. Rồi em xin test máy và báo giá cho tất cả mọi người ha. Nhắn phát nhẹ phát là rum rum rum, rất là hay. Cái dòng tiếng máy đặc trưng của dòng xe Rebel hai máy này nó nổ nghe đã tai lắm anh em ơi. Nghe giòn, nghe sướng lắm. Đèn đuốc các thứ là đầy đủ hết.
cấp pha đầy đủ luôn nè. Đấy, rất là ok. Đèn còi xi nhan không thiếu món nào hết. Đây, quá ổn định nha mọi người. Đây, rất là đẹp nha mọi người nha, rất là hoàn hảo luôn. Đèn hậu sau trước gì còn quét nha mọi người nha. Đây, đèn trước đèn sau, đèn biển số còn luôn ha mọi người. Cực kỳ đẹp, cực kỳ hoàn hảo. Cái nút này là nút tắt máy khẩn cấp nha mọi người nha, nút khó trong trộm á. Anh em nghe tiếng máy không? Rất là đều tai, rất đã. Ấm lắm mọi người ơi, bô rinh nó cực kỳ ấm luôn. Con này anh em mua về đi lễ đi Tết thì hết sảy nha mọi người nha. Xe mới len can, mua về chỉ việc chế xăng vào chạy thôi, nhớt mới thay luôn. Rất là hoàn hảo. Quá đẹp ha anh em. Này, những cái miếng này là còn rinh hết nha mọi người nha, còn giữ nguyên hết á. Em quay xe thì rất là kỹ đó, tại vì em bán xe cho mấy anh ở tỉnh cũng rất là nhiều, cho nên em hiểu tâm lý và em hiểu ý mấy anh nha đó. Quay xe rất là cố gắng, ghi hình rất là chi tiết, rất là rõ ràng cho mấy anh ở xa ha. Quay hình ghi được, quay hình là quay nói chung là người thật việc thật nha mọi người nha, không có chỉnh sửa, không có cắt ghép gì hết đấy. Cho nên nhiều lúc em quay em làm clip em nói có gì nó sơ xuất hay nó không đúng thì mong anh bỏ qua ha. Thì vì video là em làm chủ yếu là để em review, em giới thiệu xe để em bán cho mấy anh đam mê đó, mấy anh cần sử dụng thôi, chứ không có câu like hay là câu view gì hết đó. Cho nên nó sẽ có những cái vấp đó, những cái câu nói nó không có, nhiều khi nó không chính xác, tại vì mình này là mình quay sao nói vậy chứ không có lập trình trước nha mọi người nha. Lập trình trước thì nó khác, còn này là có sao nói vậy thôi, ghi tới đâu là nói tới đó đó. Video người thật việc thật. Rồi, con này em bán với giá là 155 triệu nha mọi người nha, 155 triệu, bao rút sơ gốc sang tên cho tất cả mọi người, có hỗ trợ vận chuyển xe cho tất cả mọi người từ Nam tới Bắc, bất kỳ nơi đâu. Máy móc thì thầm mùa xuân. Ga nó rất là nhẹ nha mọi người, hai ngón này dạng thả thôi, rất là ok. Máy chuẩn chỉ, không cần chỉnh. 155 triệu nha mọi người. Đấy, là được sở hữu được em Honda Rebel 250 nhập Mỹ đó. Không cần phải bỏ ra 3-400 triệu mà mua xe đời mới ha mọi người đó. Anh em nào kinh tế eo hẹp hay là khó khăn thì kiếm con này rồi đi là vừa từ túi tiền rồi ha. Sử dụng bền bỉ, mẫu mã y chang đó. Thì đời 2015-2016 nó cũng y chang vậy thôi, nó không khác gì hết nha mọi người nha. Mẫu mã thì y chang thôi, công nghệ cũng y chang thôi, khác cái gì hết à, khác cái đời thôi. Mà những con xe đó thì đời giá nó cao quá, thì nhiều anh ảnh không có tài chính đủ đó. Anh có đam mê thì đam mê, thích xe thì thích đấy, nhưng mà điều kiện kinh tế không đủ thì cũng bó tay ha mọi người. Còn những dòng xe này là dòng xe tầm trung cho anh em đó, đam mê dòng mô tô Honda Rebel 250 này, nó giá rất là dễ thương luôn, 155 triệu thôi. Dòng này mua thì khỏi phải sợ rớt giá nha mọi người nha, giữ giá cực kỳ tốt, cực kỳ ok luôn. Rồi, em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0932 047 956, số Zalo của em là 0768 447 735. Anh em nào muốn hình chi tiết hoặc tư vấn thêm, thắc mắc cái gì nữa thì vào Zalo giúp em ha.
Rồi anh em nào xem video chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo theo dõi kênh giúp em ha mọi người ha, để em ra những video clip tiếp theo là anh em biết và anh em xem ha. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Rút Mô Tô trong thời gian vừa qua ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip của em. Rồi, chúc tất cả các anh sức khỏe, được bình an và gặp nhiều may mắn trong công việc. Rồi bye bye và hẹn gặp lại mọi người sau nha. Bye bye.